Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phương pháp chữa thật độc đáo những bệnh rất hay gặp. Đây là theo yêu cầu khán giả muốn quay một clip nói về những bệnh tê tay, nó xuống cổ, bả vai. Mày không có gì phải giấu giếm nữa. Có một phương pháp rất là độc đáo, chính là xuyên huyệt và giáp tích nó xuống cổ thì sẽ điều trị được chứng tê này. Mọi hôm tôi châm cứu nha cô. Hôm nay tôi sẽ dùng phương pháp phế trị. Châm cứu cũng vậy thôi. Châm cứu thì dễ hơn tí. Cô tên là gì nhỉ? Nó có thực tâm. Cô ở đâu nhỉ? Hôm nay bao tuổi rồi? 55. Đầu tiên cô bị tê tay như thế nào? Tê coi như là đêm là tê nó cứ cứng dày hết cả tay. Đầu nó cứ từ trên vai hai vai tức hết cả hai những cổ. Thế bây giờ điều trị mấy hôm bây giờ đỡ thế nào nhỉ? Bây giờ đỡ thế, nhưng hôm nay là coi như là đi ra từ đầu đi xe đạp nó không tê trước nữa. Mùa đêm ngủ nó cũng đỡ tê, điều trị thỉnh thoảng tê tê. Thế là tốt rồi đấy. Cô nằm ngủ đi. Cái chị. Đa số nó xuống cổ thì bị tê nặng nhất, hỏng nhiều nhất là đốt số 3, 4, 5, 6. Này tôi sẽ làm giáp tích 5 và 6. Cao nhất là số 7, số 6, số 5. Hít sâu. Thở ra. Đây là xuyên giáp tích, sẽ hai huyệt giáp tích với nhau. Mình giữ bên này lại em. Vội được. Hít sâu. Thở ra. Đấy, vậy là xong. Và những huyệt bình thường khác chúng ta hay gặp như là đại chữ. Hít sâu. Vô đi mà cái gì thì không phải đi châm cứu, không phải mất thời gian nhiều lần. Hít sâu. Hôm nay để tay bệnh nhân sẽ làm hợp cốc khúc chì. Một câu hỏi có thể sẽ xuất hiện, tại sao không nên dùng liệt khuyết? Thứ nhất, liệt khuyết tuy là tốt khi mà nó xuống cổ, nhưng nhược điểm cấy nó rất đau. Cho nên khi chúng ta làm chúng ta phải cân đo đong đếm một cái khả thi. Hợp cốc phúc trì êm hơn, dễ làm hơn và hiệu quả của nó cũng rất mạnh.
tôi muốn nói và chia sẻ không phải là do này là mang tính chất cá nhân thôi. Nếu một người đẳng cấp làm tốt chữa tốt không bao giờ phải dùng quá nhiều huyệt. Tôi thấy các thầy cấy hàng mấy chục huyệt, quá nhiều số quy định, đẳng cấp chỉ vài huyệt thôi, cứ làm huyệt nào tốt huyệt đấy là được. Có người làm đến 20 huyệt tôi đã thấy khiếp lắm rồi. Có người làm 40-50 huyệt, 100 huyệt tôi chẳng hiểu được họ làm là vì cái gì ấy. Mà cái chất là bủa vây ấy. Thập cốc này, xác định cho chuẩn này, vào phát là ngón tay giật luôn này. Châm cứu không vậy, nếu mà châm đúng huyệt thì mắc mái là ngón tay trỏ sẽ rung. Cái đơn huyệt chữ là thê thai rất là tốt, chính là tam dương lạc, hợp cốc, trung chữ. Đấy thì một châm cứu tốt hơn. Nếu mà dùng kế chỉ thì hay bị đau, đặc biệt là huyệt trung chữ. Kim ngung không cần phải làm, cần làm huyệt ngoại quan. Huyệt ngoại quan này cũng rất hay bị đau đấy. Làm lưu ý hít sâu không? Nghề y nếu không phải là nghề không là cái nghiệp đấy, là làm sao tốt cho bệnh nhân nhất, hiệu quả. Đặt vấn đề này chính là hiệu quả thì mới tồn tại được lâu. Hít sâu. Đây là huyệt huyền trung, chuyên điều trị vài ngày nó xuống cổ, rất ít khi bị đau, thì có thể thay thế được cái huyệt rất là tốt. Phương pháp này phù hợp cho những bệnh nhân bị thoát vị nó xuống cổ, gai thoái hóa rất là tốt. Được rồi, ok, đã xong.